trung anh em ơi, to gấp rưỡi hoặc là gấp đôi một dạng mini bình thường. Nó bát 14 mà carbon thì nó xung siêu bền và ép giấy. Cái trước này là mặt ốp giả kim thì rất là đẹp luôn. Thùng loa thì là màu gỗ thì rất là sang anh em. Loa thì cũng tương đối đẹp ha, vận chuyển về cấn nhà mấy góc này cũng không vấn đề gì hết. Hàng về từ Tokyo Japan anh em ha. Đúng model nó là M500 luôn, đúng series. Đi liền kề nhau hai loa ha. Loa còn rất là đẹp. Còn cục vàng thì quá đẹp luôn, thiết kế hầm hố như một robot luôn. Màn hình này là Mica, có đèn nước trên theo nhạc rất là đẹp, các cũng nhấn volume rất là sáng bóng luôn anh em ha. Thiết kế góc cạnh nhìn rất là hầm hố ha. Dàn này thì về đa số là CD nó giãn của roi bắn không ra đâu. Thì mà mình bán cho đem về nghe nhạc nghe mã ha. Nghe mã đây là D-in nè. Nghe mã nghe nhạc từ Smart TV xuống. Cái âm rất là hay ha. Và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính qua jack 3.5. Và có FM full tần số cho anh nghe đài. Dàn này đẹp, cái âm hay, bạo lực. Chỉnh được bass, treble với lại chế độ âm thanh trên máy luôn. Rất là đáng sử dụng và đáng sưu tầm ha. Tiếng nó sẽ sáng hơn. Tiếp theo là chế độ âm thanh Early Watcher. Anh em chọn ha, chọn nào nghe cho phù hợp. Anh em có dài tần số mô phỏng nè. Rất là hay. Loa bên đây cũng đẹp góc cạnh luôn anh em. Từ từ này thì vận chuyển nha. Vẫn giống như loa bên kia luôn. Lưới loa đầy đủ màu xanh luôn. Mình bán giá là 1.2 triệu thôi anh em, rất là rẻ. 1.2 triệu cho anh em về dọn lại hoặc để vậy mà nghe, không ảnh hưởng gì nhiều. Mình tới chức năng D-in AUX vừa rồi, chức năng D-in ha. AUX thì nghe nhạc qua ba jack 3.5, cái nối điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth qua ngõ này cũng được hết luôn. Nghe nhạc bên YouTube phát qua nghe rất là phê anh em. Trong như anh tiếng bass rất là mạnh nha. Gió về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu gành. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn. FM thì anh em kết nối cùng dây điện nửa mét rồi ngồi bên tham bơm phía sau là tổng đài thôi. Anh em dò đài được không? Nó full tần số luôn ha, rất là dễ sử dụng. Rồi giá 1.2 triệu anh em mua sưu tầm vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh như nút thông báo bên phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.